Hello anh em. Chào mừng anh em đến kênh live của mình nha. Hôm nay mình vừa bị ớt mạng nên mình sẽ live lại mọi người ơi. Mọi người đợi mình có lâu không? Ok, thì hôm nay chào mọi người nha. Mình là Minh Tốt. Kênh mình là chuyên về làm về kênh game TFT và chủ đề chính là nông trại Family. Thì hiện tại chào mọi người. Thì bây giờ không làm mất thời gian mọi người nữa, mình vào tiếp theo nha mọi người. Thì hạt này mình sẽ kiểm tra nhiệm vụ như sau. 1 2 3 4. Ok. Ok, rồi mình kiểm tra nhiệm vụ nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Mình sẽ ráng đổi lấy nhiệm vụ đập đá nha mọi người, tại vì hôm nay đang có sự kiện đập đá mọi người ơi. Rồi mua 4 Orion và 8 Orion là 12 Orion nha mọi người. Mình sẽ mua 12 Orion nha mọi người ơi. Mọi người có nghe? Ok, mình đã mua 12 Orion và ngoài ra thì mình sẽ bán luôn hai cái vé này. À bây, giữ hai vé này ở đây. Rồi, thì rồi bắt đầu Heaven 5 táo, Heaven 5 táo, Heaven 5 cà rốt và Heaven 6 lúa nha mọi người. Rồi, Heaven 5 táo. 1 2 3 4 5. Ok, 5 cái táo là 5. Ok mọi người ơi, nhiệm vụ đơn giản thôi. Rồi bây giờ tới Heaven 6 lúa và Heaven 5 cà rốt là xong nha mọi người. À, tất cả là xong sự tính toán rồi mọi người ơi, thì không sao. À, mình cũng đã lường trước được chuyện này xảy ra sớm hay muộn hay thôi mọi người ơi. Đây anh Đạo. Water Orion và Water cà rốt nha mọi người. Thì mình tưới Orion xong mình đi tưới cà rốt luôn. Đá 10 nắm nha mọi người. Xem ra đạo. Ok, tiếng em hơi to chút nha mọi người. Xenamorion. Trời ơi, đạo ơi. Anh thấy thằng anh đừng thấy. Yeah.
Ui chào, hay vậy lắm đó ta. Siêu 5 cà rốt, siêu 3 gừng. Mua 16 cà rốt. Siêu 5 cà rốt, siêu 3 gừng. Mua 16 cà rốt. Siêu 5 cà rốt nè. Trời ơi. Ngày hôm nay em cưới rồi, vùng vẫy đi sau mãi trong tim. Người đàn ông này bên em từ nay đã có ai, chỉ muốn đến em ngày bên mình để thấy em được vui thế nào rồi em đi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Một người đã bàn cả thế giới, sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người. Nợ duyên đến nay trả hết rồi. Áo che anh cũng chán tình, nước mắt em cũng chán tình. Có nỗi đau còn phân tin, lặng im hay tình yêu với ta. Đến lúc anh phải nắm tay người, và em sẽ yêu là trời. Thầm tầm chúc phúc thì vui ở bên thiệp hồng. Ha 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 ha. Ok.
Chị đi bay. Dẫn đôi với tình yêu mới. Tội của Hoàng chứ, chị ăn không kêu nói chứ Hoàng. Em có biết gì đâu, dường như hồi nãy chưa kêu, ủa xin ra xong kêu Hoàng kêu, ơ em có biết gì đâu. Em tưởng Hoàng là Hoàng kia. Gì ta? Không, vô nãy là Hoàng nhắn tin là mua giùm với, xong Hoàng qua đây kêu ăn, à chắc Lộc nói vậy, qua đây ăn đi, qua đi ăn luôn, chứ đâu phải là... Ok, em xin lỗi. Chị cũng tốt trơn không ơi. Ok, okay, em sẽ rút kinh nghiệm. Chửi sao mà chửi vậy. Xin lỗi anh em nha, mình chỉnh sơ sơ vào lại cái điện thoại mình một chút nha. Đó em nha. Biết ngay là bị trục trặc cái gì mà. Bực kiểu ai? Đó em nha mọi người, mình đang bị trục trặc một chút về. Một hồi ông Nam. Học mẹ rồi. Hay vào năm ô tô, sau 2 cái. U25 IT và chạy qua chặt cây nha mọi người.
Đập đập mẹ nó đi tốt. Đập, đập hết đi. Dần dần lên cho bạn. Dạ, rớt cái ngã cái ly, nhưng mà cái ly không nước cơ. Ly có nước là thiếu mẹ. Tội cho mọi người. Mình quên đá này là không được mọi người.
vai. Mình chỉ tưới potato cho mọi người, tưới 5 potato. Rồi 6 potato. Tân hãy đi theo nha mọi người. Mình sẽ ráng làm mà trước xong trước 2 giờ là mình đẹp. Mỗi level 4 5 6 7. Ok, potato là tôi thu hoạch cho mọi người. Mua 5 chục, có lại 1, 2, 3, 4, 5 20 đá nữa. Khá là hợp lý khi những 20 đá là của anh Đạo cho mọi người. Ok. Có gì bộ đập đá 9 tầng của anh Đạo. Không có dâu là tôi buồn.
2, 3, 4, 5 6, 7. Ăn này hết tiền rồi, mình sẽ tiết kiệm cho mọi người. Khi vào 3 gừng, khi vào 5 cà rốt. Quata potato thứ 15. Quata potato, quata oreo. Oreo. Siêu 5 cà rốt. Thank you.
8 cà rốt, ăn 2 trứng chặt cay. Đào ơi buồn ngủ quá anh Đào ơi. Làm miếng cà phê chiêu chiêu đây anh Đào ơi. Ok, là xong nha mọi người. Siêu 3 cà rốt, siêu 5 cà rốt, 3 lần. Uta. Qua tờ Orion siêu 6 lố. Cà phê anh Đào ơi, pha cà phê không biết anh Đào ơi, em sắp xỉu rồi. Khó rồi mọi người ơi.
sắp quá tồi nha mọi người ơi. Nằm lúa. Mình chạy qua kia đập đá với lại sâu nằm lúa nha mọi người. Ok. Đã rơi nụ cười vào anh. What?
Quên chụp cho bà đạo rồi. Chụp gì? Cái gì gì đó. Cơn, cái nhiệm vụ này sau 30 cà rốt, 15 phô tô tô. Nhiệm vụ ba vé mà toàn trồng mọi người ơi. Nào là trồng hành, trồng gạo, trồng cà rốt, trồng khoai tây. Đâu rồi là mình ai? Hôm nay tiếp tục cùng mình. Ai người có công việc nào người ạ? Chúng ta lấy mới gạo và biết đâu người ạ. Chúng ta lấy mới gạo trái được một kìa em ơi. Hả? Chỉ gì ạ? Nhưng trời ơi, đập 15 đá nha mọi người ơi. Thank you.
Cái này có thực tế mà đó.
hết. Anh có thức thịt chim chưa? Anh nói là anh có thức thịt chim. Mất video nữa hả? Mày hỏi tao quạt quạt đó chứ đâu. Đây là quạt màu xanh hoặc màu tím nào. Thank you.
Ok, chạy qua đập đá nha mọi người ơi. Thôi vô chạy qua đập đá mọi người ơi. Ok. Thank you.
mà cô ăn chưa mà được một hết rồi chứ bố. Ủa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp tục ăn tiếp theo nha mọi người ơi. Nãy giờ mình có hơi buồn ngủ một chút nên là người nơi chú đuối cho mình trở lại rồi mọi người ơi. Về cái bên em, giá bên em đã, tiếp tục ăn trứng nào mọi người. Về, Đức ơi. Về,
đừng có đem quà cáo một chi ra đất nha. Mất rồi, em nó còn lớp 1, 2 lâu rồi. Ơi ơi. Qua rồi sao á? Chắc lừ. Bye-bye.
Oh,
Mình chụp rồi đánh dấu, chụp mình vào là mình biết có vị trí nào để mình thu hoạch, mình tưới thêm 4 lần nha mọi người.
không nhớ vị trí rồi. Bốn cây còn ngon. Đất ở đây của mình rất là mạnh lắm. Bây giờ mình xem là trên Amonion này mua 8 Oleon mà lại dưa 8 cà rốt nè. Có cà rốt sẵn rồi mọi người ơi. Nông bắt đầu tôi luôn. Đây được 2 bán mọi người ạ. Bán luôn. Bán táo luôn. Bán tống luôn. Rồi ok. Bán mua đi ông nào. Trời ơi chi được ta. Rồi bây giờ là chúng ta làm gì ở đây. Mua luôn 10 bán tô tô. Tôi là 18, 18, 07 mọi người nha. Là 17 luôn, đủ 25 mặt phẩm. Ok. Mình mua 20 cà rốt cho các bạn. Cứ đủ 3 tô tô. 10 mái, 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 10 Khó dữ vậy. Hết rồi anh. Bịch nó còn chút xíu rồi còn. Không đủ luôn. Ra cái nước kiểu ra. Hả? Đổ đại sâu vô đi. Thiệt luôn, đổ đại sâu vô luôn. Nó còn cái gói cà phê hồi bán rồi. Nhưng mà còn kiểu như bột giống như bụi đúng con bụi cái bụi không đập làm hút hút bụi luôn được cho hò tan nước không hút luôn tỉnh nấu rồi sao mà làm ở hai đầu đôi nhớ yêu và thương nhau. Rồi bây giờ mình xong nha mọi người, còn 4 lần thứ 8 mình đặt nữa mình quay vào thứ. Mình quay vào bây giờ. Thôi mọi người lót rồi. Có rửa rồi không ạ? Không đắt 15 lần nhé các bạn. Rồi chúng ta đã xong đặt này luôn nha. Sau đó mình sẽ nói lời tạm biệt. Táo táo hơi bị lâu nhưng mà 2 tiếng là phải tới 3-4 giờ mới được. Rồi tiếp tục nào. Rồi đặt lâu đây, đặt lâu. Đặt lâu đây. Đặt lâu chứ rồi. Nghe với cha hay như nữa, đập cái đó hỏi em chứ rồi chứ. Tốt cái tay cũng lộn về rồi chứ nghe. Đây cũng quẹt. Ủa mất hết rồi. Mày ăn lên đi bánh củ tất cả mồi lùi 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 mồi lùi. Ok, xe mùi Onion có mặt mọi người ơi. Từ từ ra mình làm một lần luôn nha mọi người. Tại vì bữa mình đào các con bê. Ơi, chị Nguyễn quá, chị Nguyễn anh của tôi. 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 Chị Nguyễn anh của tôi.
Mọi người 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 m
cao 1m8, cân nặng 82kg. Chồng ta rất là một chồng ta tên là Phan Đức, nặng 1m72, nặng 48kg. Rồi ok. Siêu mỏng và siêu mẫu. Đây mình có hai người, hai bạn đây là. Sao mà không thấy thấy chiếc quần khánh bên trường nữa, hai người tái mà đụng. Một chiếc siêu mỏng và một chiếc siêu mỏng. Siêu mẫu, một người siêu mẫu. Cái xe của Hường hay xe ai? Trời đó, Hường khánh trường qua chiếc siêu mẫu. Anh Ray nữa, anh Ray nữa. Anh Ray nữa. Đây là cũng 4 chiếc làm. 4 chiếc đó, 4 chiếc và chiếc quần to. Còn chiếc kia, chiếc này, chiếc quần thông cả hai đại nó banh như vậy á. Với lại đây cái nó hiểm trở, công ty có điều thêm 3 chiếc sâu thêm lên này đó sao. Nghe chụp ảnh có mấy đây đó là em vô nhớ mình cô có thì thông rồi rồi anh không sợ thông đẹp mà thông chụp ảnh đẹp mà thông đẹp em mà mày vô cái nhớ chụp ảnh có tên thông không. Ok, cứ hai giờ mình vô, hai giờ mình đủ nha mọi người. Nguyễn Trường, Thúy Anh, Nguyễn Đức Phi, Phan Liên, Tư Mà con gái, Thông Trần. Đó có thông kìa. Tuyền. Tuyền không tiền là thông, thông gì tốt cầu mà cũng muốn. Quý tục của đang có con. Đi hồng mà chiếc mặt. Ê. À, mình có nói, mình có nói. Nói vô mình dễ thần kể. Để em. Mãnh nha. Ta 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 anh đi. Đi nào anh. Đi. Đã lầm đi một kia. Anh đánh quá rồi đang củng cố cho mấy cái tổ lỗ rồi đánh. Đờ. Anh đừng có bóng lại cái hình ảnh của mình. Anh phải là sao chứ. Ủa. Có chứ. Có tiền rồi. Anh sẽ lái hình của em lùng những cái tập tiếp anh đến tổ lỗ đó. Đây là đứng ra anh ở đó là anh xin ý kỹ. Anh cho nó là. Nhưng mình đăng lên YouTube cũng biết thôi. Thì đúng rồi. Anh với thằng này đã bóp rồi thì đền cho anh này không dễ giao. Với anh Đức, với lại anh Quân Đức mà chụp ảnh là phải đem hợp đồng một đồ của anh xét anh chìm rồi. Để anh nói anh phải lưng thế nào chứ. Bây giờ một đại lúc này anh xót đi mày. Ủa chi chi lại em nói rất đẹp. Em đi mà. Em đi thì anh đưa đi lại đi. Rồi đi hai thằng xe thôi cũng xăng. Ờ đi lại đi xe thôi. Rồi tiếp tục nào. Chứ đừng phải đi quá anh. Nào, có điện thoại cho con, có wifi này. Đi làm chở cho lò chạy. Lọt chứ cái nào không làm cái nào. Làm chứ được, có độc đạo mà một cái nào. Bây giờ nãy mà tiếng sợ lọt không đi. Thì thôi, tao bao giờ qua cái nào. Quả đi. Tại vì anh thấy em có người lấy cái này nè. Không nổ lên nào, không chéo. Mày giấu mày sao, sao. Hả? Tao giấu mập nên lặng rồi. Tiếp tục nè. Ờ. Xíu mình bình yên là ăn bay đầu mà. Mày thấy nó không biết. Hả? Chắc chạy xuống mua bệnh bim ăn. Ờ sẽ đéo chạy xuống mua cà phê uống liền anh. Sao anh chạy chạy đường nếu mà lạc đó là do không khỏi họ cái đường. Nó kêu là tôi là người Mỹ mới về rồi nghe. Tỉ đồ rau muống đồ là cỏ gì đồ lạ lạ lạ. Tí lọt thì đi nhớ lưu số có đạo đi chứ. Thì có đạo. Tiếp tục chúng ta nhiệm vụ nào. Không kịp mấy cô lấy giúp em mất rồi, em phải nói bỏ tiếp. Alo, ok.
phải xem cò nó ngang lập bây giờ. 23 to to. Lập nữa lại cái ngang lập. 23 to to 20 cò đốt. Lập. Hả? Mình nói lại cái mà thì nó không hàng kiểu mà xem cò làm gì lập vậy? Sang anh muối cà phê là đàn ông viên nữa luôn chứ đủ. Cậu có tiếng đi. Cậu có tiếng đi chứ không là không kịp đâu. Mình xuất được đâu. Đừng có nó bắt luôn rồi. Cô biết ạ. Trường Sa Ma, ở trường Sa Ma công viên thị trường chắc là bố đâu có cái thằng thằng bố này. Trường Sa Ma là trường mình đó. Ok, mong mọi người gần. Trường Sa Ma là trường Giao anh. Trường mình đó, thật sự không biết. Trường mình nó trường Giao à. Mong mọi gần nha mọi người. Trường Sa Ma là trường Giao à, hay là trường bên Sô Viết cho tỉnh học. Thì trường Sa Ma là trường ố mình đó. À, trường Giao. Còn là trường mặt là trường đấy. Trường mặt luôn. Trường mặt là cái trường mặt, còn trường Sa Ma là trường ố. Trường Sa Ma là trường Sắc Ma đó, là đặt ở Sa Ma luôn đó. Trường ngủ cũng nhắc, ăn mấy dùng lớn mà cái này nhiều nè. Trường ăn nhiều, ăn nó ăn thất khuya thì nó mà. Thất thì nó ăn nhiều cũng lớn mà trường nó tẩu chứ, trường mà nó tẩu. Đâm lặng, rồi xuất phát qua đằng nào mình mua 30 cà rốt nào. 30 cà rốt và 20 cà rốt. Trường khá nhiệt tình. Ta thấy họ nhiệt tình hơn. Đúng không? Còn đi học mình, học còn béo nè. Hồ mình đi lượm đây, hồ mình đi mẹ gắt của cái thằng đó. Đúng. Ô anh em bài bè mà có món nào món ta cũng có đàn đó. 20 cà rốt. Chị đi chắc luôn rồi, đây biết được mà họ đến mà qua đây ok, qua đây là họ nhiệt tình. Thì Sài Gòn nó chữ nhiệt tình mà. Mà qua kia bây giờ má ông đó. 20 cà rốt. Đâu rồi trời học. Đâu rồi trời học. Đâu rồi trời học. Một hai ba bốn năm sáu bảy tôi 8 gần. Thi công 40 đá nha mọi người.
Đá gì vậy ơi? Gà giống của anh, gà giống của mình cũng đội gà trống. Siêu năm lúa. Có 7 con gà, 8 con gà, anh có 9 con gà nữa đó, 9 gà trống và 1 con bò nữa. Mấy tháng rồi không lấy được con nữa. Dạ. Đang lai à. Chắc cà phê chạy không đi tốt nè. Bạn có lỗi sao vô được không tốt? Đó rồi dạ, để em qua xài ra. Ok, mọi người, cho mình uống nước nha mọi người. Uống nước nha. Rất là buồn ngủ. Ủa, ngọt ngọt chút nha anh Đào. Khỏi chi luôn, bỏ có ngọt luôn. Ngọt như hôm qua, em tối qua em cầm cái gì lên đẹp. Có cà phê là mua. Trong bé đi mua mấy bịch G7 về uống, G7 mỏi anh em ơi, anh em ơi, em yêu ơi, anh yêu em cần em. Anh Đức có sao đi được hả? Em cho học cái chụp bay. Thường mấy cái mô tô mấy người đô đô bự bự lên chụp mày đẹp. Hình thì nó không sửa, hình thì lo. Như câu gì á? Câu gì hồi chiều à? Đau bóp luôn á anh. Mua cho anh Đào, anh Đào nè. Sao bỏ đấy anh Đào? Ngon. Anh em xin like để bật chúc nha, mình còn chút công việc thì mình quay lại cùng anh em nha. Cảm ơn em. Chúc các mọi người ơi.
Ok, túi Orion cho mọi người. Đủ cho mình thu hoạch cho mọi người. 15 cà rốt và 10 tô là tạm ổn rồi đó mọi người. Heaver 3 gừng. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, tưới 6 gạo. Heaver 3 gừng, tưới 6 gạo, ok. 10 tô rồi, ok. Bây giờ nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta là có rừng chặt 120 riêu. Ok, biết. Sử dụng chiến thuật khi đập đá nha mọi người. Này này, nó chưa? Rồi, xí nữa là đổ hết cho mặt viên nó tốt nghe. Rồi, cái anh luôn nó tốt nghe. Tốt nghe. Bây giờ là mình mua 5 lúa nè, rồi 5 lúa mình 8 cà rốt. Anh đảo ơi, dâu gì cũng xa nhau rồi. Bán rồi mà. Bán à, bán mấy lô? Mấy lô? Lúa anh đào em mấy lô đất và anh đào không cho hầu ấy gì với anh em hết mà. Ok, hãy tiếp theo mọi người ơi, nó còn nhiều dữ vậy. Quanh trời bên lưng của đầu là kiểu làm quỷ lô khe. Đào giải quyết mấy ạc bậc 1 bên em thì 4 ạc thì thôi đập hết mày bên em đi rồi bên kia đập xong. Học ơi, mấy ạc á, mấy ạc nhiều tiền ăn phở học nha. Dạ. Mấy ạc còn nhiều tiền phở với omelette nha. Để omelette thì đừng có phở. Omelette vô tới trùng thôi, vô phở là khoảng 9 cái đó. Đứa bây giờ nào? Ngàn tiền. 9 cái. Ngán qua bữa là em còn có tiền còn tiền luôn á. Tao mua bao nhiêu tiền á? Nó mua nhiều tiền, nó mua không, để anh đào bên mặt Tú ơi, đào giải quyết xong bên em hết luôn đi rồi qua phụ mấy kia, qua ngày sáng mai phụ mấy kia được. Giải quyết bên em xong luôn, cắn phở bên đây. Đào về với bên em được, để học đó thì để qua mấy bên khác. Tiếp tục mình cắn phở omelette nè. Sướng nghe là bữa tốt sướng. Tốt nhiều mà tốt 5.000 tiền thì bị cắn nhè. Thôi anh Đào cứ quê ạc hiệu cắn. Rồi, 20 riêu. Tô sau 4 Orion. Siêu đam vô hơi tô. Sau 4 Orion. Rồi nó không cần cà chua ra, nó đi cái đường nhưng mà cà chua đi được cái. Rồi canh từ trưa tới sông mè cũng không nữa.
đi chụp ảnh rồi mà xí ro đồ mà chạy đến to ra đến cạnh thâu cái đồ rồi gặp cái thâu rồi anh ta đi tay cái đồ cái đồ à ha đúng rồi. Ủa không có cục lăn nách lăn vô sao? Cục lăn nách vô, cục lăn nách vô không không? Đâu, không sợ không? Không, phải đỡ nó, đỡ, đỡ đồng thời đấy. Cái hầu nó hầu hướng vô. Thì phải qua ngày là tắm trời đó. Có tự tuyệt... hồi xưa thôi chứ giờ lăn nách này nó xịn lắm, có mấy loại có trăm mấy với hai gần 200.000 lăn là được 8 tiếng luôn á, lăn 8 tiếng mà okay. không có một ố vàng luôn mà. Đất có bình xịt tiểu máy anh mới mua kìa. Có anh, đất ơi, đất ơi, đất ơi, đất ơi. Xịt nè, xịt nè, đất nhỏ. Cho luôn cái bình cũng được, tôi chết xịt cái gì. Để đất cho anh xịt cái gì. Hahaha, con kẹt ra cho mẹ. Kêu ghê ơi. Hồng kêu kinh. Cứ chọc sơn khen á. Xịt chết à. Mà mô mô đi phòng mấy giờ mô đi ra xịt cái xịt đồng chay. Mà mô đi ra xịt. Đi lên. Mà mua đi mình đi mình mát lại. Đi đó đi mà nhà vệ sinh xịt nha, đừng xịt ngoài phòng đây nha, máy lạnh nó khè một phát là chết luôn xịt. Mồ thích cái mùi đó. Đi nó. Bấu. Sang bên đây em xịt ít nước xịt phòng kìa. À, qua máy xịt bên đây ít nước cũng được kìa. Máy xịt một loại thôi, xịt thôi thôi rồi máy đừng chọc sơ qua máy xịt đi chơi một loại thôi, xịt một cái thôi, một loại thôi, đừng xịt nhiều nó loãng nha. Em nói là nó người đi lên con đất đây, kêu con đất đây cho mình xịt cho anh em xịt xịt nữa. Con đất mình xịt qua rồi, cái này là đủ đầu, kêu tóc lên, tóc của mình chờ cho nó. Biết rồi, con đất là bạn hạn chế đất thôi nữa. Không là nó xịt chua luôn á. Cái chai của anh Đức á, là cái chai cho xịt người, xịt người xung quanh rồi tắm xong xịt cho nó mát rồi mặc đồ rồi thôi. Quốc ơi, qua ăn cơm ngon cho anh Quốc Hì. À, cơm ngon hai ngàn cái nha, đừng quên nha Quốc ơi. Kim kia. Cơm mô mà đụng mà đi nắng dầm mưa đi nắng mà mua cái đùi gà bự bằng cái bắp đùi dậy mà. Qua buồn. Tưới tám gần. Xeo đa bô tổ. Khâu sáu bô tổ. Người đã đó sẽ yêu mãi anh, dẫu tan nằm đổi thay. Nhưng tại sao cứ yêu thôi như giáp vô tình trôi vào quên lãng. Ngủ chưa, thống kê khoa học nhất của Harvard là ngủ 90 phút. Còn nếu không ngủ, nếu mà không ngủ trưa thì mình chỉ nằm từ khoảng 15 tới 20 phút thôi chứ không, nhưng mà không nhắm mắt. Thế độ nhưng không phải không nhắm mắt mà kiểu như mà không kịp mà ngủ sâu á. Tại vì một giấc ngủ sâu là phải hạn chế từ 9 tới 15. Còn mà ngủ mà kiểu sương sương mà ngủ sẽ hai vớt. Trường đại học có nhiều tổng thống nhất thế giới. Harvard. Trước em học Harvard làm giờ tổng thống mẹ rồi. Ủa tao. Ok.
sao. Heaven nằm táo, tôi tám gừng. Heaven nằm Orion. Nằm táo, tôi tám gừng, Heaven nằm Orion. Nằm táo. Heaven nằm táo, tôi tám gừng. Một, thiền, hai, ba, bốn, năm. Bắt cười lại. Gì anh Đạo? Ồ, anh Đạo bắt trước Lộc khen quá ơi. Chậm đít nó địch nó tên 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 gì nữa. Tên khe. Khe và nằm ngồi vô. Xin nữa, xin nữa anh Đạo nhớ vô chết là nhiệm vụ nha. Đừng phải là vô làm. Làm khen khen rồi mất khớp nhiệm vụ. Đủ ô rồi nha mọi người, cà rốt cũng một lần tứ rồi. Quá đẹp rồi mọi người. Ok, ok, đầy đủ rồi mọi người. Ừ. Bán tiếp 5 quả cà rốt. Tập mình thu hoạch thêm 5 cà rốt là đẹp. Rồi. Chắc không? Chắc canh không Đạo? Chắc chưa? Xíu nữa nha, nhớ vô đập đá kiểm tra nhiệm vụ cho cái đập nha Đạo. Ok, vì cái gì mà qua thẻ mà phát gần tới 2 giờ anh Đạo ơi. Gần 2 giờ. Vâng, 12 giờ. Đồ má ngon. 120 đá cho anh Đạo nè. Trăm hai mươi đá 40 rìu chặt luôn nha anh Đạo. Ok. Ok. Cái tốc độ chậm đá chậm nha. Water Orion. Hết rồi. Đập đá thôi, vô đập đá thôi được rồi. Và trên chân siêu hai gạo hai vợ tốt rồi, quá đẹp của người ơi. Cặp thu hoạch cà rốt mình dưa potato vào luôn nha mọi người. À, bỏ thôi đầy đủ. Water Orion chặt cây 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5, 6 Heaven Nam Orion, Heaven Nam Auto, Water Orion. Cơ hình Quốc ơi. Đồ ma đất kìa. Ma đất nhỏ kìa, mặc đồ kìa. Cháy rồi luôn. Nhỏ mặc đất nhỏ đồ đúng cháy luôn à. Mặc đồ đúng cháy luôn. Má mặc đồ cháy kìa. Rồi. Con béo này hơi bị, con béo này hơi bị dữ à. Con béo này dữ quá, con béo này dữ quá. Con béo này cắn chết mấy em rồi. Mẹ ơi. À, con béo này tốn gái quá. Con béo này tốn gái quá mà. Mà con béo. Mà con béo, con béo này tốn gái quá, con béo này tốn gái quá. Rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tinh thần thái là ăn hết trơn. Ăn hết trơn luôn rồi.
một con người hai số phận, một cái tên hai số phận. Con béo kỳ chiến, con béo vậy, anh Quốc con béo sợ. Con béo mình kìa, con hai con hai con béo. Con béo mình được cái sáu muối là hết trơn không được. Hai con nó đâu? Hai con nó đâu? Chạy quá. Cùng bên đất mà nó lạ lắm. Mấy thằng bé là tôn gái ghê không ơi. Bên thành Thái vậy. Đó là mấy miệng cát ăn bên thành Thái là mấy cái sao đó. Đầu da đụ mày già đi đi đầu cho tôi. Cùng muốn nấu nó có 8 lần. Các kiểu đi. 15 lần. 8 lần. Ừ, sao bắt cười. Cái mùi gì đấy nặng quá đi. Cái mùi đất, mùi hai đất á. Không chín. Nhưng mà cái mùi này nó không có nặng bằng cái mùi bên kia nha. Cái mùi này nó còn dịu, nó thơm. Thơm dịu. Thơm dịu nhưng mà trong phòng chín nó kiểu nước hoa, mùi đất, nó mặn, nước hoa. Nó xịn á. Có cái gì đó. Có nam mùi mê lây, mùi mê lây mà đồ mà em ấy. Chị mái, hẹn chị mái, thơm. Là thơm, là à, tôn gái mùi này tôn gái quá, mùi gái mà mùi tôn gái á, tôn gái á, gái theo á, tốt quá luôn. Má mùi này thơm thiệt đại ghê á. Chơi cái của Thái Hà ấy, em cái hết xin luôn. Ờ à, thì biết mà Thái Hà với ai. Hello anh em à, nãy giờ thì anh em cũng phải gửi chính tay rồi làm một cái phim mi rồi thì chắc có lẽ mình sẽ dừng lại anh em như mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đồng hành của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin tạm biệt mọi người. Bye bye.